Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ hai trong chương trình sinh vật lớp 9, đó là sinh vật và môi trường. Trong phần hai này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu các chương như sau. Chương thứ nhất đó là sinh vật và môi trường. Chương thứ hai là chương hệ sinh thái. Chương thứ ba là chương con người, dân số và môi trường. Chương thứ tư là bảo vệ môi trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chương thứ nhất, sinh vật và môi trường. Thì trong chương này chúng ta đi vào tiết đầu tiên của chương, đó là tiết 43, bài 41, môi trường và các nhân tố sinh thái. Trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung sau. Thứ nhất, môi trường sống của sinh vật. Thứ hai là các nhân tố sinh thái của môi trường. Thứ ba là giới hạn sinh thái. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất, môi trường sống của sinh vật. Bây giờ các em hãy quan sát hình sau và cho cô biết là thỏ sống trong rừng chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào. Các em trả lời thì sẽ nào, nó chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào nào? À, nó sẽ chịu ảnh hưởng của nhân tố đó là gì? Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thức ăn, mưa, thú dữ, thờ săn. Vậy môi trường là gì? Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Đây là hình 41.1, các môi trường sống của sinh vật ở trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy quan sát và cho biết có mấy loài môi trường chủ yếu, kể tên, lấy ví dụ về môi trường sống của một số loài. Môi trường là môi trường nước. Môi trường thứ hai đó là môi trường trên mặt đất, không khí. Môi trường thứ ba đó là môi trường trong đất. Và môi trường thứ tư đó là môi trường sinh vật. Bây giờ môi trường sống của sinh vật. Đây là một số hình ảnh cá lóc, giun đất, chim, bò chét ở chợ. Quan sát các hình ảnh trong tự nhiên, thảo luận. Bây giờ các em không có nhóm thì các em tự làm cũng được. Bây giờ điều kiện chúng ta không nhóm, để em làm theo cá nhân. Làm em thảo luận, điền cái nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng 41.1. Để em hãy điền tên sinh vật vào và môi trường sống của các sinh vật này. Tên sinh vật cá lóc, bò chét ở chợ, giun đất, chim. Bây giờ môi trường sống của cá lóc gọi là trong nước. Môi trường sống của
bò chét ở chỗ đó là sinh vật. Môi trường sống của dung đất là trong đất, môi trường sống của chim là đất, không khí. Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Có bốn loài môi trường sống chủ yếu, đó là môi trường nước, môi trường trên mặt đất không khí, hay còn gọi là môi trường trên cạn, môi trường trong đất, môi trường sinh vật. Các em ghi phần này vào vở để học. Bây giờ môi trường nước có cua, san hô, rùa, sứa, bạch tuộc, cá ngựa. Thì môi trường nước này là môi trường nước mặn, hay còn gọi là cả sinh vật này sống ở biển. Rùa này là rùa biển. Cũng là môi trường nước mà có cả cái loài sinh vật khác. Dưới đây là rồng, sen, bèo hoa dâu, lục bình. Thì đấy là môi trường sống trong nước, nhưng nước này là nước ngọt. Cây tầm gửi sống ký sinh trên nhiều cây khác. Cây tầm gửi đây, sống ký sinh. Rồi là cây tơ hồng đang tiến đến và ký sinh trên cây cà chua. Đây là đang tiến đến và nó quấn vào cây cà chua để nó hút cái chất dinh dưỡng của cây cà chua. Đây ta gọi là môi trường sống ký sinh. Cuối cùng có một lần môi trường sống ký sinh khác, ví dụ như là bò chét ký sinh ở con chó. Mỗi ông ký sinh trên nhộng ong và xả lá gan thì sống ký sinh trong nội tạng, ví dụ như là ruột, gan của con người, của chó bò. Và đấy là vòng đời của xả lá gan. Hôm nay chúng ta đã học ở sinh vật của lớp 7. Môi trường đất, không khí, dù như là gà, lợn, vịt, bò. Là cò, chim, chuồng chuồng, ong. Ngoài ra cũng có nhiều loài khác nữa mà em sẽ tìm hiểu thêm. Môi trường trong đất, kiến, chuông đất, rết, chuột chuỗi. Tại sao cơ thể sinh vật cũng được coi là môi trường sống? Thì cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác. Ví dụ cây xanh là môi trường sống của vi sinh vật và nấm ký sinh. Ruột người là môi trường sống của các loài vi sản ký sinh. Hoặc là ví dụ như là con người chúng ta, ngoài những ví dụ này ra thì ví dụ là ở cháy nó sống trên đầu của chúng ta, thì đó là cũng là khi cái đầu của chúng ta đã chỉnh lá thì môi trường sinh vật của là cháy. Thì mẹ em quan sát lại cái hình thọ sống ở trong rừng và các cái yếu tố ảnh hưởng đến thọ, đó là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thức ăn, mưa, thú dữ, thờ săn. Như vậy thì em thấy rằng thọ sống trong rừng
nhưng mà nó vẫn chịu ảnh hưởng của các cái yếu tố này. Thì bây giờ chúng ta sang phần 2, các nhân tố sinh thái của môi trường. Thì nhân tố sinh thái là gì? Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật. Để em ghi phần này vào vở để chúng ta học bài. Dựa vào tính chất, người ta phân loại nhân tố sinh thái thành mấy nhóm? Thì em thấy là cả cái yếu tố ảnh hưởng đến thọ, ví dụ như là thực vật, động vật, con người, vi sinh vật, ánh sáng, nhiệt độ, là chất khí, ví dụ như khí CO2, khí oxy, nước, đất, hoặc là ví dụ ngoài ra còn có ví dụ như là gió, cũng là một cái yếu tố cũng ảnh hưởng đến thọ. Vậy vậy thì dựa vào tính chất, người ta phân loại những tổ sinh thái thành mấy nhóm? Thì dựa vào tính chất, người ta phân loại những tổ sinh thái thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những tổ hữu sinh và những tổ vô sinh. Những tổ hữu sinh bao gồm đó là thực vật, động vật, có người, vi sinh vật, tức là những cái nhân tố mà có sự sống á, các loài đó, chúng đó là nhân tố hữu sinh. Còn những tổ vô sinh tức là không có sự sống, là ví dụ như ánh sáng, nhiệt độ, không khí, khí carbonic, khí oxy, vân vân. Ngoài ra còn có một số khí khác nữa, nước, đất, gió. Đấy là cái phiếu học tập. Mẹ em điền những cái nhân tố này, nó sắp xếp này, tức là hãy lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sau thành từng nhóm, đó là nhóm vô sinh và nhóm hữu sinh. Bây giờ chúng ta cùng nhau điền nha. Nhóm vô sinh gồm có đó là ánh sáng, không khí, nước ngọt, núi đá vôi, bão, nước chảy. Còn những tổ hữu sinh, trong những tổ hữu sinh thì có những tổ có người và những tổ sinh vật khác. Thì những tổ có người thì có phá rừng, trồng lúa, săn bắt cá. Còn những tổ sinh vật khác là cá sấu, trung biển hình, rêu. Như vậy có hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là nhóm những tổ sinh thái vô sinh, tức là không sống, ánh sáng, nhiệt độ, nước, độ ẩm, vân vân. Nhóm thứ hai đó là nhóm những tổ sinh thái hữu sinh, tức là sống, nó có con người và sinh vật khác, vân vân. Để em ghi phần này vào vở để chúng ta học bài. Tại sao con người được tách thành nhóm những tổ sinh thái riêng? Bạn nào trả lời thử xem nào. À, có người được tách thành nhóm những tổ sinh thái riêng bởi vì có người có trí tuệ, nên bên cạnh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, có người còn góp phần cải tạo thiên nhiên. Bây giờ đấy là một số hình ảnh
về sự tác động của con người đến môi trường. Tác động tích cực đó là chúng ta là quét rác rồi xử lý nước thải. Ngoài ra có thể chúng ta có một số cái tác động tích cực khác, ví dụ chúng ta trồng cây gây rừng rồi chúng ta bảo vệ môi trường, đổ rác đúng nơi quy định, vân vân. Còn tác động tiêu cực ví dụ là vứt rác xuống sông hoặc là đổ cả cái chất thải bừa bãi ra ngoài sông, trực tiếp ngoài sông luôn, và khí thải từ nhà máy không được xử lý thải thẳng ra môi trường, vân vân, nhiều cái tác động tiêu cực khác. Hoặc là có thể là phá rừng, hoặc là chặt phá rừng, đốt rừng, vân vân. Đó là những cái tác động tiêu cực của con người. Những nhóm những tổ sinh thái tác động như thế nào lên đời sống sinh vật, và nếu một trong các những tổ sinh thái đó bị ô nhiễm thì có ảnh hưởng đến các những tổ sinh các những tổ khác và đến sinh vật không? Như vậy em thấy rằng các những tổ đó có quan hệ mật thiết với nhau, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sinh vật. Vì vậy khi một những tổ bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến các những tổ khác và ảnh hưởng đến sinh vật. Có lẽ ví dụ như là ví dụ như một cái dòng sông mà bị ô nhiễm nước, thì nước đó là bị ô nhiễm, thì khi nước bị ô nhiễm thì các sinh vật sống trong cái dòng sông đó cũng bị ảnh hưởng đó, sẽ bị chết đi. Hoặc là gần bên cạnh đó, cái nguồn nước đó giả sử như cung cấp cho con người để chúng ta, thì con người chúng ta cũng sử dụng nguồn nước đó thì con người chúng ta cũng bị bệnh, hoặc là đáng tưới cây thì cây cũng bị ô nhiễm. Nên ghi phần này vào vở để chúng ta học. Như vậy bạn muốn môi trường sống của chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn ai cũng muốn môi trường sống của chúng ta là xanh, sạch, đẹp, văn minh. Văn minh và hiện đại. Điều này tất nhiên ai cũng muốn, phải không? Còn ô nhiễm có ai muốn không? Tất nhiên là không. Môi trường bị ô nhiễm, khói mù mịt, rác và rác, em thấy rác quá nhiều, xả. Như vậy để sống trong một cái môi trường xanh sạch đẹp, hiện đại văn minh thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì bây giờ để môi trường không bị ô nhiễm, thì nếu không làm bây giờ thì khi nào chúng ta mới làm? Và ai sẽ làm? Là con người chúng ta sẽ làm. À, vậy chúng ta hãy hành động vì một môi trường xanh. Vậy hành động vì một môi trường xanh thì chúng ta cần phải làm gì? Đó là chúng ta phải bảo vệ lấy môi trường, không xả rác bừa bãi. Vậy gì nữa nè? Ngay cả em tuổi đang học ở trường thì chúng ta cần phải làm gì để vì một môi trường xanh? Thì chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ. Đến lớp chúng ta phải giữ gìn vệ sinh của lớp, làm vệ sinh lớp, rồi bảo vệ cây xanh. Vì từ chúng ta vật tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường. Vậy ví dụ bỏ rác đúng nơi quy định, rồi bảo vệ cây xanh, trồng nhiều, trồng cây gây rừng. Bây giờ chúng ta sang phần 2, đó là các những tổ sinh thái của môi trường. Bây giờ mẹ em nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời cái phần lình của phần 2 trang 120. Thứ nhất, trong một ngày từ sáng tới tối, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào?
À, như chúng ta đã biết thì trong một ngày cường độ ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất tăng dần từ sáng tới trưa và sau đó giảm dần từ buổi chiều đến tối. Câu số 2. Ở nước ta, độ dài vào mùa hè và vào mùa đông có gì khác nhau? Như vậy mùa hè thì có ngày dài hơn mùa đông. Câu số 3. Sự thay đổi nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào? Trong một năm nhiệt độ thay đổi theo mùa. Mùa xuân thì ấm áp. Mùa hè nhiệt độ không khí cao, tức là nóng nực. Mùa thu nhiệt độ không khí giảm, mát mẻ hơn. Mùa đông nhiệt độ xuống thấp, tức là lạnh. Bây giờ em hãy nhận xét các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật thay đổi theo từng môi trường và từng mùa. Bây giờ chúng ta sang phần 3 là giới hạn sinh thái. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ví dụ về giới hạn sinh thái của cá rô phi ở Việt Nam, hình 41.2 trong sách giáo khoa. Thì đấy là cái sơ đồ giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam. Thì chúng ta vẽ sơ đồ này á, là chúng ta vẽ theo hai trục này. Đầu tiên chúng ta vẽ trục thẳng đứng và trục nằm ngang, hai trục này vuông góc với nhau và có một tọa độ đó là 0 độ C. Vì đây chúng ta đang đi tìm hiểu giới hạn nhiệt độ của cá rô phi, thì ở đây chúng ta nói là 0 độ C, tọa độ này là 0 độ C. Và cột dập thì biểu thị được cái mức độ sinh trưởng của cá rô phi, còn trục ngang là biểu hiện cái nhiệt độ của cá rô phi. Bây giờ mẹ em thấy là chúng ta vẽ ở đây là bắt đầu từ nhiệt độ là 5 độ C cho đến 42 độ C trên cái trục nằm ngang là trục nhiệt độ C. Bây giờ đối với cá rô phi ở Việt Nam, nhưng mà em quan sát vào hình vẽ cho cô, đọc thông tin trên hình vẽ, em trả lời câu hỏi này cho cô này. Đối với cá rô phi ở Việt Nam, các giá trị về nhiệt độ 5 độ C, 42 độ C và 30 độ C gọi là gì? À, như vậy em thấy rằng 5 độ C gọi là giới hạn dưới, 42 độ C gọi là giới hạn trên, 30 độ C là điểm cực thuận lợi và khoảng trước 30 độ C, khoảng chừng ví dụ như là tầm khoảng 25 cho đến 35 độ C, tức là giới hạn. Giới hạn đó thì tất nói đó gọi đó là khoảng thuận lợi, tức là khoảng chừng từ 25 cho đến 35 độ C thì gọi đó là khoảng thuận lợi. Cá rô phi sống và phát triển ở khoảng nhiệt độ nào? Đó là từ 5 độ C đến 42 độ C gọi là giới hạn chịu đựng, hay còn gọi là giới hạn sinh thái về nhiệt độ. Hay còn gọi là giới hạn chịu đựng. Cá rô phi chết ở nhiệt độ nào? À, cá rô phi chết ở nhiệt độ là dưới 5 độ C và trên 42 độ C.
Cá rô phi phát triển thuận lợi nhất ở nhiệt độ nào? Phát triển thuận lợi nhất đó là nhiệt độ 30 độ C. Hay còn gọi đó là cái gì nào? Điểm cực thuận lợi. Vậy giới hạn sinh thái là gì? Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật với một nhân tố sinh thái nhất định. Ví dụ, giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam là từ 5 đến 42 độ C. Để em ghi phần này vào vở để chúng ta học bài. Bây giờ phần 3 thì chúng ta tập vẽ cái sơ đồ, là có cái bài tập là cá chép ở Việt Nam chết ở nhiệt độ là 2 độ C và dưới 2 độ C và trên 44 độ C, phát triển thuận lợi nhất ở 28 độ C. So sánh với cá rô phi ở Việt Nam thì loài nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng hơn? Loài nào có vùng phân bố rộng hơn? Như vậy, anh thấy giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi đó là từ 5 đến 42 độ C. Còn của cá chép là từ 2 độ C cho đến 44 độ C. Vì vậy, cá chép có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng hơn cá rô phi. Do đó, cá chép có vùng phân bố rộng hơn. Từ ví dụ trên, em có nhận xét gì về khả năng chịu đựng của sinh vật với mỗi nhân tố sinh thái? Mỗi loài chịu đựng một giới hạn nhất định với mỗi nhân tố sinh thái. Các sinh vật có giới hạn sinh thái rộng đối với tất cả các nhân tố sinh thái thì khả năng phân bố của chúng như thế nào? À, thì mẹ em thấy rằng là sinh vật mà có giới hạn sinh thái rộng thì thường phân bố rộng, dễ thích nghi. Bây giờ đây chúng ta sẽ làm một số bài tập củng cố nghe. Bây giờ có một chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rãnh hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cỏ cây, thảm lá khô, sâu ăn lá, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Giờ các em hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái. Bây giờ những tổ vô sinh đó là mức độ nước ngập, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Còn những tổ hữu sinh là kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sơn lá. Câu 2. Môi trường là gì? Có những loài môi trường chủ yếu nào? Câu 3. Những tổ sinh thái là gì?
được chia thành mấy nhóm nhân tố sinh thái. Bây giờ phần hướng dẫn học tập ở nhà. Nên học bài theo phần cô hướng dẫn các em đã ghi. Và trả lời câu hỏi và bài tập 2, 3, 4 sách giáo khoa trang 121. Và liên hệ các nhân tố sinh thái ở sinh vật với sinh vật ở địa phương. Bài học đến đây đã kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em sau. Xin cảm ơn.